Thưa sư, vì sao có những người vừa gặp đã ghét nhau vô cùng, hoặc vừa gặp đã cảm mến nhau, hoặc có những người ở bên họ không nói gì nhiều cũng cảm thấy bình an? Cảm ơn sư. Đây là do nhân duyên của nhiều đời. Nếu như nhiều đời á, chúng ta có ơn với nhau, có thiện cảm với nhau, thì đời này gặp nhau chúng ta cũng có thiện cảm. Còn nếu như đời đời chúng ta có oan trái với nhau thì mới gặp nhau là chúng ta đã có oán thù. Cái này là do cái oan trái hoặc là ơn nghĩa nhiều đời. Cũng như có những người nhiều đời làm vợ chồng của nhau, đời này vừa gặp nhau là đã bị sét đánh rồi. Tuy nhiên cũng cẩn trọng, bởi vì có những kẻ thù của nhau, kẻ thù truyền kiếp, nó thù nhau lắm, nhưng mà vì nó thù nhau như vậy cho nên nó nhớ nhau rất là nhiều. Thực sự đôi khi cái kẻ thù mình nhớ còn nhiều hơn cái người mình thương nữa. Chính vì lẽ đó đời sau hai đứa nó gặp nhau, thay vì nhìn mặt nhau nó thù nhau thì nhìn mặt nhau tim đập nhanh, mặt đỏ. Nó tưởng cái đó là xét đánh cho nên là nó thương nhau, tức là nhận nhầm tín hiệu rồi đem về lấy nhau để làm khổ nhau, thì nó cũng có